Và kính thưa quý vị, Jessica Sanchez tham dự buổi biểu diễn gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão Haiyan tính từ Los Angeles. Á quân của American Idol mùa thứ 11, Jessica Sanchez sẽ tham gia một buổi trình diễn gây quỹ và thu âm ca khúc mới để ủng hộ nạn nhân mưa bão ở Phi Luật Tân. Sanchez là một nữ ca sĩ mang trong mình hai dòng máu Mỹ Tây Cơ và Phi Luật Tân. Cô đã giành được giải Á quân tại cuộc thi American Idol mùa thứ 11 được tổ chức vào năm 2012. Phi Luật Tân hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn để khắc phục hậu quả của Haiyan, một cơn bão đã khiến cho ít nhất là 3.681 người chết và 1.186 người khác bị mất tích. Rất nhiều khu vực tại nước này hiện vẫn đang bị cô lập và chưa nhận được sự trợ giúp, bất chấp những nỗ lực cứu trợ khổng lồ từ quốc tế. Hiện nay, các nhà chức trách tại Phi Luật Tân cùng với các cơ quan viện trợ quốc tế đang phải đối mặt với sự leo thang viện trợ nhân đạo. Theo thống kê, số lượng người phải di tản do thảm họa đã lên đến gần 4 triệu người, tăng từ khoảng 900.000 người từ cuối tuần trước.